Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Em đang test cục đẩy LXTD 2500. Con này thì quá kinh khủng luôn. Đang sử dụng chiếc lưng tiếng LXTD 5000 để cắt súp em nhá, trên con TD 2500 này. Con này thì bao lực luôn. Sản phẩm đẩy TD 2500, công suất của nó là 2500W một kênh, 2500W một kênh ở trở kháng 8 ohm em nhá. Đấy, con này ramping nó rất là lớn, lên tới 1000 cơ. Chúng ta chơi tất cả các dòng súp kép 50, súp kép 60 trên thị trường hiện nay. Con này thì sử dụng mạch clap TD, nó cho ra một cái hiệu năng rất là cao. Và ngoài ra nó sử dụng đều là những dòng sò cao cấp, sò MZN. Và có những sử dụng những con phép rất là cao cấp, ok chưa? Sản phẩm đẩy TD 2500 chắc chắn sẽ không làm cho anh em thất vọng, ok chưa? Quá là uy lực, đẹp và đẳng cấp, anh em cùng nghe và trải nghiệm. Tắt full đi này, súp, anh em thấy không? Đánh súp, đánh rung người luôn, đánh súp kép anh em nhá. Súp kép 50 thì không thấm ở đâu. Âm lượng đang để chỉ tầm 8 giờ thôi. Đánh súp này, tăng full lên này. Đánh một kênh, đánh một cặp full 40, một kênh đánh súp kép 50. Rung bên nhà luôn, em không dám mở to nhá, trong nhà không dám mở to luôn. Ok chưa? Tăng full lên này. Tắt súp đi này. Ok, tắt súp đi này. Đấy, tăng súp lên này. Để 8 giờ thôi, anh em thấy không? Quá là ghê gớm đúng không và đẳng cấp, đang có giá là 16 triệu anh em nhé. 16 triệu cục đẩy LXTD 2500 cao cấp nhất đến từ thương hiệu LX Acoustic. Súp đánh quá là gấu luôn anh em nhá. Đó. À, thì các bác mà quan tâm đến mẫu đẩy đẹp như thế này, cao cấp nhất hiện nay, thì có thể gọi điện trực tiếp với bên em. Sản phẩm này thì bao ship toàn quốc với giá là 16 triệu đồng. Chơi con này thì anh em yên tâm về chất âm, yên tâm về độ bền, hàng chính hãng, ok chưa ạ? Và máy chạy rất là mát em nhá. Đó, ok. Đấy, một trong cái sản phẩm đẩy lên tới 2500W một kênh, chắc chắn sẽ không làm cho anh em thất vọng. Đó, thì anh em quan tâm có thể gọi điện trực tiếp với bên em để được tư vấn kỹ hơn. Ngoài những cái mẫu đẩy 2500W này ra, bên em còn có những mẫu đẩy 1800W, 2200W, 1500W đẩy hai kênh đánh súp kép anh em nhé. Nhưng mà sản phẩm này là hàng cao cấp bậc nhất và đang có giá thành cao nhất. Ok chưa? Đó thì ok, video này em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.